chào cả nhà nha. Hôm nay hai anh em mình đi tháo lưới nha cả nhà. Hai anh em cũng mới vừa xuất bến đi luôn. Hôm nay hai anh em đi thả lưới đêm nha cả nhà. Giờ này là khoảng 6 giờ chiều. Hai anh em đi thả. Cả nhà ơi, anh em mình cũng mới vừa thả lưới xong luôn nè, mới vừa bủa vô tới bờ luôn, giờ đang cầm lưới dẫn xuống. Đằng đó cũng có hai chiếc đang anh em, mấy anh em đang nằm tài thả lưới. Này là hai anh em mình thả cặp mé luôn nha anh chị em. Rồi giờ dẫn lưới dài xuống dưới đó là kéo lưới rồi sang quay tiếp cho anh chị em xem. Rồi hai anh em kéo lưới thôi cả nhà ơi. Cầm cái đầu á. Đi máy đã. Thank you.
rồi. Tí ha, cá này nấu canh chua là khỏi chơi luôn. Chúng bày cái thau chúng
mánh rồi. Đúng rồi. Trúng trúng rồi. Đã nghe chắc Thùng Phi mình tới Thùng Phi không? Các bạn ảnh xuống. Thank you.
gì đây? Ép. Ngon ghê không? Cái ép này nướng hấp ngon lắm. Anh em mình giờ này bắt cá lên chợ bán thôi. Đêm nay trúng mánh rồi, được 9-10 con cá dồ gì. Con bự bự luôn rồi. Này có khoảng 10 mấy ký. Rồi xúc vô lên ba. Rồi lát bắt đem lên chợ bán sang quay tiếp cho anh chị em xem. Đã rồi anh chị, nó còn mạnh mạnh không? Dội. Dạo thôi. Dạ. 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 Bắt cá chai với cá ép bỏ vô luôn đi. Dây.
Mà có máy bự máy cũng lầm. Hả? Máy bự máy cũng lầm. Bỏ nó liền lắc lên. Lắm nó máy bự nó còn đi xuống nhỏ nào không anh? Còn. Rồi đem bán thôi anh chị em ơi. Ác không anh thật. Con anh cũng dính tặng cát không anh chị em ơi. Cát lớn 4 con. Bánh bánh bỏ cái thùng rồi biết sao giờ nước lên lỡ đỡ xả biết sao mà phải vô. Cái dầu bự nè hả? Không về nhà bé bí rồi. Ký nè cả nhà. Còn còn cái dưới xuồng mình con cá tra với con cá ác nữa. Giờ này là 6 giờ sáng nha cả nhà. Con chú được có 2 con cá ác cả nhà. Sáng giờ ăn không được. Ủa có không? Thằng nó cho hơn là ai cũng nhiều cho con nậu này với con hai với con ba tẩm mà đủ mà tặng cái gì cũng đặt. Tỉnh con nội ơi. Nói làm giáp rồi có qua đi qua giáp rồi đi giáp rồi con lấy giáp Trung Quốc. Rồi đó 9 g. Ấy nó có mấy con kìa. Ở kia này lên bao con cũng được đi rồi lên đi chắc luôn. Con được con không anh? Không nè, chạy lên cuốn được con luôn. Rồi qua. Nhà cá của mình tính xong giờ tính tiền. Lọi tiêu đã.
nhiêu vậy? Rồi cả nhà, hôm nay hai anh em mình cũng được 750. Bây giờ ai? Về nhà bán. Giờ hai anh em mình cả nhà ơi, giờ hai anh em mình bán cá rồi giờ đi về thôi. Đó. Cá trong đó đó. Sáng mưa sớm. Này nước này nước lên nhiều cả nhà. Lục bình quá trôi, rác chết trôi quá trôi. Sang cũng kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị em lại clip sau nha.